Ok, chào mừng mọi người đã đến với buổi training nội bộ. Thì hiện tại của đồng từ của ban tổng hợp và kỹ thuật thông tin. Trước tiên thì cái buổi này mình sẽ nói về ba thì phổ biến của thì hiện tại của đồng từ. Đó là thì hiện tại đơn, hiện tại thực diễn và hiện tại hoàn thành. Thì tất cả các thì trong tiếng Anh thì nó sẽ có cái Đừng đăng ký nè em. điểm chung và bây giờ chúng ta sẽ vào, mà trước tiên là lưu ý là cái này nó sẽ là kinh nghiệm cá nhân là nhiều, tại vì có nhiều cái các bạn sẽ thấy là nó khác với những thầy cô dạy các bạn, tại vì mình thấy nó dễ nhớ hơn cho nên là mình đưa vào mình nói thôi. Thì tất cả các thì nó sẽ có cấu trúc chung, nó sẽ có cấu trúc chung như thế này. Thì bây giờ mình sẽ vô thì cấu trúc chung ở chủ từ, vai trò động từ, xong tới động từ. Còn nếu như mà phủ định á là chủ từ cộng trợ, à cái này bị thiếu nè, cái này là chủ từ, vai trò động từ, nó có nó ở đây. Chủ từ, trợ động từ là có nó, vai trò động từ. Thí dụ như là ở đây là ai là chủ từ, đu là trợ động từ và sinh là động từ. Thì cái này là, nhưng mà nếu mà thì hiện tại đơn á, thì nó sẽ lược bỏ cái trợ động từ này nè. Thì thường là sẽ nói là ai sinh. Em cảm thấy đu mà lần sau thí sinh là nhấn 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 mạnh là tôi, đúng rồi, nhấn mạnh nó sẽ là nhấn mạnh. Thường là thì hiện tại đơn là nó sẽ bỏ trợ động từ đi, chúng nó đơn giản từ tên chúng nó là đơn, thì là thường là ai sinh. Còn nếu mà đầy đủ nha thì nó sẽ là ai đương sinh. Còn cái câu này sang phủ định thì thêm nó vô là ai đông. Còn nghi vấn thì đem trợ động từ thành đầu thì là đu, du, sinh đó. Và trợ động từ nó sẽ khác nhau đối với một thì, ví dụ như là thì đã đơn thì trợ động từ nó sẽ là đu hoặc là does. Còn với hoặc quá khứ đơn á, thì sẽ là did. Cái này em biết mà đúng không? Ừ. Còn động từ có thể được chia ở hiện tại phân từ. Biết hiện tại phân từ là gì? Quên rồi, người ta em sửa sao? Là hốt in. À hốt in. Còn biết quá khứ phân từ là sao? Với cục ED đúng không? Với ED hoặc là cục 3. Đúng rồi. Nè, thí dụ như có một số cái, thí dụ như là hiện tại đơn với quá khứ đơn á, thì nó sẽ được bỏ trợ động từ. Thì như nãy là ai sinh với loại ai, ai sang, thí dụ như là nó sẽ bỏ trợ động từ đích, nó không có đó. Thì đối với thì hoàn thành và tương lai thì trợ động từ nó có kết hợp thành động từ to be nữa. Thì cái này vô từng cái sẽ biết ha. Rồi. Ví dụ thì hoàn thành, hiện tại hoàn thành đi là nó have been, cái này là hoàn thành tiếp diễn. Hoàn thành tiếp diễn nha. Rồi cái này thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn thì giống như nãy là nói rồi đúng không? Chủ từ cộng trợ động từ cộng động từ. Thì hiện tại đơn nó sẽ lược bỏ trợ động từ. Lược bỏ trợ động từ này. Thì nó chỉ có chủ từ cộng với động từ thôi. Thí dụ I go to school. Hoặc là we want to eat. Đó. Thì hiện tại đơn này nó có trúng như này, nhưng mà nó sẽ có những cái trường hợp ngoại lệ. Thí dụ như là trong tiếng Anh nha, mấy cái thì này á, khi mà người ta nói lên một cái câu là người ta sẽ biết được là cái câu đó đang nói về cái người nào, nói về cá nhân hay nói về tập thể.
Cho nên là để mà có tính cá nhân á, thì những cái chủ thể số ít sẽ có cái cách chia động từ khác, nó không có nằm trong cái trường hợp hồi nãy, trong cái trường hợp chung chung mình đã nói. Hồi nãy chung chung là hồi nãy nói là động từ có thể là động từ nguyên mẫu mà hiện tại phân từ hoặc là quá khứ phân từ, đúng không? Nhưng mà ở đây á, thì hiện tại đơn thì động từ á, khi mà nó gặp những chủ thể số ít, tức là những cái ngôi cá nhân á, ví dụ he, she, it là đều là cá nhân, thì nó sẽ có thêm s phía sau và có một số ngoại lệ là những động từ kết thúc bằng mấy cái chữ này, và cái này kết hợp lại thành một cái chữ là sinh ông sao s hạt gì chơi. Ông chữ số chua sẽ hát tại sao ông chữ số chua sang kia em bọn em cái chỗ mấy từ này bọn em biết. Ví dụ như là si go thì sẽ thêm s vì nó o nó nằm trong trường hợp này, cho nên là thêm s washes đó. Rồi động từ của thêm hiện tại đơn là do, với những cái chủ ngữ mà cá nhân thì sẽ ít á, thì trong động từ là does, thêm s vô tại vì do này tầm còn bằng o nên thêm s. Tức là em tiếp cận nó, em phải hiểu nó là nó có một cái cấu trúc chung, sau đó là tầm cái thì nó sẽ có cái sự thay đổi nhưng mà nó vẫn tuân theo cái cấu trúc chung đó, thì em sẽ dễ học hơn. Còn bình thường thầy cô dạy là cái thì không có liên quan gì tới cái thì kia, cho nên là em sẽ không có biết, không có, em sẽ nói không có phân biệt được. Còn nếu như mà em biết là tất cả tụi nó đều có một cái cấu trúc chung thì em học nó dễ hơn nhiều. Thì hiện tại đơn là khi mà động từ to be là động từ chính á, khi mà động từ to be làm được một chữ chính á, thì nó sẽ bỏ cả trợ động từ, động từ và nó chỉ sử dụng động từ to be thôi. Thì ở thầy khẳng định thì nó sẽ là chủ từ cộng do, còn thầy phủ định là chủ từ cộng to be cộng not, và thầy nghi vấn là to be cộng chủ từ. I'm a student. You are not a dad. Are you serious? Serious là gì? Còn lắng không? Bạn nghiêm túc chứ? Nghiêm túc á. Serious là nghiêm túc. Quên rồi. Serious. Rồi có một cái trường, một số trường hợp mà phải lưu ý là thêm as nhé, nhưng mà khi những cái động từ tầm còn bằng cái đám này hồi nãy có nói rồi thì sẽ thêm as. Ví dụ như vậy nó tầm cùng s hạt này, tầm cùng bằng o này, tầm cùng bằng s này thì sẽ thêm s. Còn nếu mà tầm cùng bằng phụ âm cùng y dài thì sẽ đổi y dài thành y ngắn rồi thêm s. Ví dụ như vậy carries, carries, try bằng tries, cries bằng cries. Còn nếu mà nguyên âm cùng y dài nha thì sẽ thêm s thôi. Ví dụ như stay, enjoy. Em thấy tiếp cận từ cái góc độ đó nó dễ học hơn. Chuyện đó mình đi học lại học lại từ đầu á. Học lại từ đầu chứ không gì nữa. Cái dùng thì hiện tại đơn thì nó có bốn cái dùng chính. Thứ nhất là nó sẽ như tạo một cái thói quen hoặc một cái hành động lặp đi lặp lại. Thứ hai là một cái chân lý và sự thật hiển nhiên. Thứ ba là về nhận thức, và thứ tư là thời gian biểu vô từng cá nhân. Thí dụ như là thói quen là em nói là em mỗi sáng thức dậy đi tới trường, thì sẽ là I get up early to go to school every morning. Và là she usually learns English with her father. Thì nó sẽ thường sẽ chung những cái chữ này. On the way, sẽ là rồi. Đang tự chỉ tần suất đúng rồi đó.
hai là sự thật hiển nhiên, là mặt trời mọc ở đằng đông lặn ở đằng tây, là gạo không mọc ở những cái vùng lạnh. Liên biết là ở phần ở nước lạnh lạnh là nhận thức cảm giác tình trạng. Nhớ mấy cái này nha, một cái vô bài tập là sẽ có em đó. Thế dường như là thấy thì thấy cái động từ thấy này nha, là một cái nhận thức, nó về cái nhận thức, cho nên là không có dùng hiện tại thực diễn mà là hiện tại mình làm, mà sẽ dùng hiện tại đơn, hoặc là ngửi thấy một cái gì đó đang cháy đó, cái đó là cảm giác về giác quan. Một cái sự việc sắp xảy ra là trong tương lai, nhưng mà nó là cái thời gian biểu hoặc là kế hoạch cố định. Ví dụ như ở đây nó là khóa học sẽ bắt đầu tuần sau, thì cái này là cái giống như là sự thật, giống như là một cái hiển nhiên nhé, cho nên là mình sẽ dùng hiện tại đơn start một week, hoặc là tôi trả hóa đơn tiền nhà vào 15 hàng tháng. Còn đó tôi trả cái này là một cái hành động đặc biệt, mặc dù nó chưa xảy ra, thí dụ hôm nay chưa tới ngày thì nó là ngày năm tôi sẽ trả, mình vẫn dùng thì hiện tại đơn vì nó là một cái thời gian biểu, một cái kế hoạch cố định. Đấy thì người ta chỉ giống như học lại thôi. Hiện tại tôi diễn thì trả động từ nó là to be. Ở đây là công thức tổng quát là chủ từ cộng trả động từ cộng động từ. Trả động từ ở đây á nó sẽ là to be. Am is are thì I am. Nhưng mà số s là is, số người là are đúng không? Đúng rồi, đúng. Động từ ở đây nó chia ở hiện tại phân từ. Ví dụ con này, my dad is playing around with ideas for new project. Playing around là cái gì? Xung quanh làm việc à, làm việc chăm chỉ. Đây ra gì chơi 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 xung quanh với nó ăn cái gì đâu đi tiếp của mọi người. Cái này là cái face quá không? Playing around thôi, nhưng mà nghiên cứu tìm hiểu, tức là bố tôi đang tìm hiểu những cái ý tưởng cho cái vụ nó. Còn con này rất tình quên rất tình ông nghe tình à tán tình à cả không thả thính thả thính thả thính thả thính thả thính thả thính since not letting on me thì to be còn not. Còn cái này nhớ lại trích cái gì đó play quên đùa đùa giỡn. Nó cũng vậy nhưng mà nó có nghĩa nghiêm trọng hơn. Đây là trick, tức là chưa xong, chưa xấu lắm. Nó là hiện tại tiết diễn nhưng mà công thức nó đơn giản hơn hiện tại đơn. Hiện tại tiết diễn cũng có bốn cái vùng luôn. Nhưng nhớ nãy hiện tại đơn nó có cái tụng. Nhưng mà hiển nhiên mấy cái hiển nhiên này, giác quan này, rồi lịch thời gian biểu này, rồi cái gì nữa này, chân lý sự thật hiển nhiên là giống nhau, mấy cái hiển nhiên vậy. Còn cái gì nữa thói quen hoặc hành động được thói quen này. Còn cái này là nó sẽ là diễn ra như lúc nói, hoặc là cái hành động tạm thời, hoặc là hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần, hoặc là hành động thường xuyên đi chịu. Hai này mình biết tạm thời với hành động thường xuyên đi sao chịu chưa biết đúng không? Chẳng biết có hai cái tên này hành động diễn ra như lúc nói chuyện, mình thí dụ như là mày đang xem cái gì vậy, what are you watching, thì thấy người ta đang ngồi coi tivi chẳng hạn, mình hỏi câu đó là ngay lúc nói chuyện. Hoặc là going to town, cái cụm này mới đúng không, biết nghĩa gì không? Anh chơi tôi không đi 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 đến thị trấn
Quân thể thao thứ nữa là làm hết sức, làm hết mình á, là quân thể thao to have the short term đó, là hành động liên diễn ra nhưng không nhất thiết ngay trong thời điểm nói. Thí dụ như là tôi đang học IT ở trường đại học UT. thì thí dụ cái lúc mà mình nói là mình đang ở quê đi chẳng hạn, mà mình nói câu này tức là nó vẫn đang diễn ra nhưng mà không nhất thiết là ngay trong lúc nói, hoặc là ngay lúc nói thì nó vẫn vậy, tức là miễn là đang diễn ra. Hoặc là ông anh đang viết một cái cuốn sách hôm nay thì ông đang viết, nhưng mà trong cái lúc mình nói thì ông đâu có ở đây đâu, mình đâu có biết ông là gì. Mấy cái chùm nó thường dùng chung như now, right now, at present, at the moment, at present time. Hành động có tính chất tạm thời, tức là thí dụ như là tôi thường đi xe đạp tới trường, nhưng tuần này thì xe đạp của tôi bị hỏng cho nên tôi phải đi bộ tới trường. Thì bình thường là đi bộ tới trường thì mình sẽ dùng là người ta đơn, đúng không? Đó là một cái thói quen, nhưng mà cái này là một cái hành động mà nó bị tạm thời cho nên là mình sẽ dùng người ta tiếp diễn. I'm working to school, hoặc là she is studying now or to work. Đó. Tức là trí tạm thời đang học với hàng thôi, có thể là sau này trí học với người khác. Cái này em lại nếu như mình thua trong bài thì em vẫn nhầm về tại đơn đó for two Diễn ra trong tương lai gần, thì tương lai gần đây đó là nó phải là một cái kế hoạch được dự định trước. Thì để mà phân biệt với cái mà hành động đang diễn ra thì nó phải có cái trạng thời kỳ thời gian. Thì là tomorrow, giống như câu dưới đây tomorrow là next year, thì người ta sẽ hiểu đây là một cái hành động sắp diễn ra mà có cái kế hoạch. Thí dụ là he's going to in plan, biết cái cầm này nghĩa gì không? Cái này là idiom á, anh đưa vô cho tụi em học luôn á. Go down in flame là thất bại thảm hại, bởi vì sự chuẩn bị sơ sài của anh ta. Hoặc là chúng tôi sẽ tới Thái Lan năm sau, tức là cái tới Thái Lan này là một cái kế hoạch nằm trong dự tính, tức là mình chắc chắn mình sẽ đi lên đại sản mua với máy bay sản. Rồi cái này là ít dọc mà cái này sẽ là khó bảy, đó là hành động thường xuyên diễn ra gây khó chịu, nó sẽ đi chung với always, continually, constantly. Đây là nhập banh, nhập anh is always over sleeping, tức là nhập anh luôn quá giờ, luôn ngủ quá nhiều, quá nhiều. luôn ngủ quá nhiều. Thì tức là cái hành động ngủ này là thường xuyên ngủ luôn, nhưng mà dùng always vô đây á, thì có nghĩa là Luôn. lúc nào cũng vậy hết, mà nó gây cho người khác một cảm giác khó chịu, tức là nó ngủ nhiều quá nó đi học điện hay gì đó. Mà làm nguyên thì luôn đi trễ, thì đó mình sẽ xài cái này chứ mình không có xài hiện tại đơn, mặc dù là hành động lặp đi lặp lại nhưng mà nó gây cho mình cái khó chịu quá thì mình sẽ dùng hiện tại thực hiện kết hợp với always, thay vì là hiện tại đơn. Nếu mà mình nói hiện tại đơn thì bình thường thì có cái, nếu mà mấy cái động từ mà chỉ trực giác giác quan mà lại nhận thức thì sẽ không chia hiện tại tiếp diễn. Mặc dù mình thấy cái chỗ đó thì hiện tại tiếp diễn hợp lý, nhưng mà mình thấy cái động từ chỉ trực giác, ví dụ như mấy từ này to be here, see, understand, like, to be là cái từ phải này cho tôi nghe biết, dance là liếc, liếc, liếc feel cảm nhận, đó là giác quan nhận thức. Rồi giờ mình tới thì hiện tại hoàn thành nha. Ok, thì hiện tại hoàn thành thì mình nhắc lại công thức hồi nãy, thì nó cũng là từ từ chủ từ rồi cộng trợ động từ, cộng động từ. Thì trợ động từ ở đây sẽ là have và has,
Rồi động từ á, sẽ chia dạng quá khứ phần từ. Quá khứ phần từ tức là động từ cột 3 nếu mà động từ là bất quy tắc. Còn nếu như mà có quy tắc thì là thêm ED. Thí dụ như là tôi đã nhìn thấy sinh tồn bằng xương bằng thịt thì là I have seen sinh tồn in the flesh. Thì là chữ see sẽ chia quá khứ phân từ thì là seen, rồi trợ động từ là have và I have seen đó. Thể phủ định là have, has, rồi not, thì thêm not ở đằng sau trợ động từ. Thì thí dụ như là tôi chưa bao giờ uống trà xanh thì sẽ là I haven't drink tea, green tea. Không biết cái vụ trà xanh Có không? Ờ, nổ qua này á. anh có biết là xây nó ý nghĩa là gì không? Trà xanh tức là lúc đầu mình thấy nó rất là ngon đúng không? Mình uống nó rất là đắng. Trà xanh là một thuật ngữ chỉ về những con người mà bên ngoài nhìn dễ thương thân thiện nhưng bên trong là một mưu đồ toan tính kiểu kiểu vậy. Ờ thì giống như cái trà xanh khi mà mình uống á. Nó khó ngủ đúng không? Rồi tiếp đi Rồi. anh. À, đặt câu hỏi thì là xem đem trợ động từ lên là have has lên. Thí dụ như là ở đây họ giữ khoảng cách với tôi được bao lâu rồi thì sẽ là how long have they kept me, have rồi they rồi kept đó sẽ là như này. À, thì hiện tại hoàn thành thường là sẽ có một số từ mà dấu hiệu để cho mình biết là sử dụng hiện tại hoàn thành. Thí dụ như là just, recently, lately. Biết lately nghĩa là gì không? Muộn. Late là muộn nhưng mà lately không có nghĩa là muộn, nó có nghĩa là gần đây, gần đây. Rồi already, rồi đó mình có thể dùng ever, never hoặc là cái này đặc biệt nè. Và Tiếp đi. ok, có for cộng với một khoảng thời gian, ví dụ như là được 2 tháng, được 2 năm thì như vậy thì sẽ dùng for, còn since thì là một mốc thời gian sinh 1975. Tại năm 1975 Ờ, chính là tại kể từ năm 1975 thì là kể từ since. Hiện tại hoàn thành thì hành động vừa mới xảy ra. Cái trục là nó chỉ hành động vừa mới xảy ra hoặc là hành động đã xảy ra trong quá khứ nhiều lần và có thể lặp lại. Thí dụ như là Nguyễn Nhật Ánh đã viết nhiều câu chuyện cảm động thì là he's writing a lot of moving stories. Thì Nguyễn Nhật Ánh là ông còn sống cho nên là ông sẽ có thể là ông sẽ còn viết nữa cho nên là he's writing. Còn nếu như mà Tố Hữu á, thì ông chết rồi cho nên là ông không có viết được nữa đâu, cho nên là sẽ dùng quá khứ đơn, tức là đã kết thúc, tức là hiện tại hoàn thành là hành động đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng mà tại sao mình không dùng quá khứ đơn mà mình phải dùng hiện tại hoàn thành thì nó sẽ có sự khác biệt. Đó là cái hiện tại hoàn thành, nó là hành động mà nó có cái sự níu kéo tới hiện tại. Thank you. Bye Ok. Anh hay đọc những người đánh thế ví dụ Không. nghe nói là anh nhiều Nguyễn Nhật Ánh nhiều người biết. anh đọc được nào của Nguyễn Nhật Ánh chưa? Nhiều mà. Anh đọc cho tôi một vé về tuổi thơ nè, mặt biết nè, là cái gì. Nói chung tùm lum anh. Mới đọc có mắt biết với tới hoa bản nhạc sẵn mắt biết không buồn Hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng mà không biết rõ hoặc là không đề cập thời gian thì mình sẽ sử dụng là thì hiện tại hoàn thành. Còn nếu như mà có cái thời gian chính xác là trong quá khứ thì mình sẽ dùng quá khứ đơn. Thí dụ như là tôi đã thăm Hà Nội nhiều lần thì là we have visited Hà Nội several times.
là cô ấy đã trở thành hoa hậu thế giới thì sẽ sử dụng như này. Còn nếu như mà có thời gian chính xác thì thí dụ như là tôi thăm Hà Nội hồi năm ngoái thì sẽ là We visited Hà Nội last year, thì sẽ dùng một cái đơn. Hoặc là cũng cái câu này luôn, cũng cái câu cô ấy trở thành hoa hậu thế giới nhưng mà có cái thời gian vô thì sẽ trở thành phải xài quá khứ đơn là she became the Miss World in January, tức là cô ấy đã trở thành hoa hậu thế giới vào hồi tháng 1 năm Năm nay nay, tức là trong quá khứ rồi, tức là có thời gian chính xác. Còn nếu như mà hành động đã xảy ra nhưng mà không biết rõ cái thời gian, không nói rõ thì mình sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành một new. Mà đặc biệt nếu như mà mấy cái từ như là today, this week thì nó miêu tả một cái hành động mà có thể là chưa kết thúc, cho nên là lúc đó mình sử dụng hiện tại hoàn thành. Còn mấy cái tạm thời chỉ thời gian còn lại giống như là trên đây á, mình sẽ sử dụng quá khứ đơn. Còn mấy cái từ như này thì mình sẽ sử dụng hiện tại hoàn thành. Ví dụ như là chúng tôi đã thăm Hà Nội 2 lần vào tháng này, thì có thể là trong tháng này còn đi thăm nữa, cho nên là không có dùng quá khứ đơn được. Đó, hành động đã xảy ra trong quá khứ và vương vấn kết quả đến hiện tại. Tức là thí dụ như là ở đây I had an accident on my way to school, tức là tôi bị một cái vụ tai nạn trên đường tới trường. Thì tức là tôi bị tai nạn và hiện tại là tôi đang phải nằm bệnh viện, cho nên là hành động này đã xảy ra nhưng mà cái kết quả của nó thì ở hiện tại, tức là tôi đang nằm bệnh viện hay là tôi bị gãy chân gãy tay gì đó, cho nên là được hiện tại hoàn thành. Nhưng mà nếu nếu như khi mình đang nằm bệnh viện là mình sẽ nói về cái gì đã hoàn thành, và nếu mà lúc mà mình bây giờ mình khỏi rồi thì mình sẽ nói cái từ này là quá cái đơn hay Ở quá quá khứ khứ hoàn đơn, thành đúng không? Quá khứ hoàn thành. quá khứ đơn, Quá. mô mô hậu quá khứ hoàn thành đi sao biết. Hoặc là cô ấy vừa mới mua một chiếc xe thì là cô ấy hay sport, thì cô ấy mới mua cho nên là bây giờ cô ấy di chuyển bằng xe hơi, tức là hiện tại là có cái kết quả là cô ấy không có đi xe máy nữa, cho nên là mình dùng thì hiện tại hoàn thành là hoàn toàn được. Còn nếu mà không có kết quả hiện tại thì phải dùng quá khứ đơn. Thí dụ như là cô ấy đã mua một chiếc xe nhưng mà cô ấy vừa mới bán nó. Thì cô ấy đã mua một chiếc xe thì cái hành động này nó đã kết thúc rồi, kết quả nó không có hiện tại nữa. À, hiện tại là cô ấy vừa mới bán nó, cho nên là cái hành động vừa mới bán thì mình sẽ dùng hiện tại hoàn thành. Còn thí dụ trí vừa mới mở chìa khóa, trí mới chìa khóa nhưng mà vừa mới tìm ra được, thì là sẽ dùng hiện tại quá khứ đơn cho cái hành động mất chìa khóa, rồi mới vừa tìm ra thì sẽ dùng là hiện tại hoàn thành, vì là hành động mới vừa tìm ra. Đó. Cái nữa là hành động xảy ra trong quá khứ, cái giờ đứng hiện tại và có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai, là tôi đang học tôi học ở UAT được 1 năm rồi. Thì khi mà mình dùng cái thì hiện tại hoàn thành ở đây thì có nghĩa là mình đã học được 1 năm rồi và mình đang học và mình sẽ tiếp tục học nữa, chứ mình chưa có nghỉ. Còn nếu như mà ở đây á, mình dùng cái thì quá khứ đơn ở đây á, có nghĩa là mình học được 1 năm rồi mình bỏ, tức là mình không còn học nữa. Còn nếu mà ở đây là hiện tại hoàn thành, tức là mình đã học được 1 năm rồi vẫn còn học và sẽ học. Chứ mà nếu mình nó chấm dứt trong quá khứ thì ở đây sẽ sử dụng quá khứ đơn. Ví dụ như là ở đây tôi đã học ở UT 4 năm trước. Đó là đã chấm dứt. À, xong rồi. Hiện tại hoàn thành xong rồi. Chúng ta làm bài tập. Cái gì sau bài tập mình làm trực tiếp. Ok. À, rồi câu 1. Đầu tiên là cái gì? Câu 1 là What are you going? What are What are you you doing? doing? À, đúng rồi. Tại sao? Sao biết? Thì theo em dịch nghĩa thì thường thường em làm mà em sẽ dịch theo kiểu tiếng Việt đó. Nhưng là What are you doing là bạn đang làm gì đó. Thì thế giới là
Sao anh không, sao anh không đèn là quá trưng tôi? What do you do thường thường là mình sẽ hỏi về nghề nghề nghiệp ai À nên, thế nó cũng không hợp cho lắm. nghe vậy sao giỏi vậy giỏi vậy Sao đó hả? sao giỏi vậy Rồi nhỉ. Rồi câu rồi tiếp theo sẽ đúng rồi, tại vì là cái này là trong một đoạn hội thoại cho nên là người này người ta sẽ hỏi là bạn đang làm gì, rồi tiếp theo là gì? theo thì tôi đang viết sách, I am writing. Master. Và sau Sao anh chọn em rồi đến? thì I là phải đi với to be am, Ừ. thì sau vì đây là gì là tiếp diễn nên nó sẽ tự in vào cuối động từ chính. Tiếp tiếp sau là hiện tại đơn, vì đây là hàng toàn là thói thói quen. À, cái gì biết cái này thói quen không hả? Hả? Biết thói quen không hả? Đúng rồi, I write. Tại vì có every weekend. Every weekend là cái Căng từ rồi. Every weekend là cái dấu hiệu. Rồi, tiếp tục câu 2. Tiếp theo là câu 2 là thì hiện tại tiếp diễn thì có từ lúc lúc nhìn kìa, À, nhìn kìa nó nhìn kìa nói thì nói cái là đang ngay ngay lập tức cái đang xảy ra nên ta tiếp diễn là it snowing. Bây giờ sao nãy giờ chưa có câu nào xong. Ok, it's snowing. Rồi. snowing. À, tiếp theo là sẽ dùng thì hiện tại đơn vì đây là một sự thật là tuyết không rơi ở trên quê hương tôi, trong À. trong trong nói chung thì trên đất nước tôi. Thì À, thì biết sao? biết là đơn 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 nó snow hoặc là đơn rồi snow Đơn sang snow. Đúng rồi. đơn snow. Ok. Rồi. That's right, alien. Alien Ồ, alien đó, à? đó là alien kìa, đó là tên Ờ, riêng. tôi biết rồi nhưng nó Anh ấy mới đến đây. À, tiếp 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 theo thì hỏi hiện tại đơn thôi, anh ấy ở đâu thì hỏi nơi 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 trốn mà nơi vì nơi trốn là một cái gì ta. Tại vì thế câu đằng sau là người ta trả lời là anh ấy sống ở Milan, nhưng mà hiện tại anh ấy đang sống như này. Nơi trốn sẽ đặt là where do he live lives Sẽ là đoạn đúng. where do he Nhưng mà cái này đúng là phải là where is he living. live tại sao Tại vì anh ấy mới đến đây thì người ta sẽ thắc mắc là anh ấy đang sống chỗ nào. Thì người ta mới trả lời là Silly Road nè. Thấy không? không theo em phải Thấy biết không? lại em phản biện lại nha, kiểu đang sống nơi nơi nào thì quê là đang hỏi là giống như đang sống Thật à, anh ấy đang sống ở đâu? Bạn có biết không? ở đúng rồi đúng rồi À. ở đây em sai rồi. À, nãy giờ được một câu sai. Tiếp tục. Anh có đứng đứng như nấu Tại sao lại là đưa vô nào? bạn có biết không, cái này thì hỏi về ý nghĩ của con người in À, rồi tiếp tục. rồi thì mình Phải, chỗ có này một he is living in Milan là sao? vì anh ấy ở ở ở Milan Cái này là thì lives. quan điểm sao đúng clip mà em quên em này trong đáp án mà em là clip này
Em nhầm thôi, anh nhìn được Riz Milan. But he is staying staying ở trong Á Lan Liên Lịch mà. Nhầm, nhầm chút thôi. Sao nó nhảy tầm năm vậy? Nếu dùng cái này nè, con chuột này nó lên, nó lên lên xuống dễ dàng. Thôi ra xong rồi. What time? What time do you usually finish work? Sao biết? Usually có trả từ à, có chữ có chữ usually đúng không? Finish. Normally. Cái này đọc sao vậy? Normally. Nó mà lên I finish work at 5 o'clock. Rồi sao với chi thì hình là đơn thì thói quen mà cái này là đúng rồi nó như ta thói quen nhưng this week nhưng tuần này tôi I'm working tại sao vì hắn kiểu mất mất nó sao nó hiện ra trong một khoảng thời gian ngắn hình như nữa. Đây là một cái hành động tạm thời à, tạm thời đó hành tạm thời hành động tạm thời thời gian ngắn hồi nãy có nói mà hồi nãy có nói là cái vụ mà hành động tạm thời là phải chia hiện tại tiếp diễn I'm working nhớ cái này mà vừa học học xong rồi đi mình làm được tập cuốn được làm đúng không học trước thời gian đi đây học. Tiếp theo là câu năm đúng không à. How câu năm là how do you travel? Sao biết? Thì bạn đi bằng phương tiện gì thì giống như thói quen thôi, thói quen đi làm á, thói quen bằng phương tiện gì đi làm. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi không đi làm, cái này là I'm working on bus this week vì đặc thời. Đúng rồi, this week nè. Tôi đang đi sắp đi làm tuần này thôi. Tạm thời thôi. Usually I drive. Đúng rồi. Mấy cái này nó học nguyên từ nhà đấy. Thế à? Ừ. Nhưng không? I don't think so rồi để sao? Tôi không nghĩ vậy. Để sao? Mặt trời chế mọc ở chế ít đúng không? Ray rise. Rises. Rise. Đúng rồi. Rise. Rise. À. Rồi rise đúng rồi. Cái từ west thì chúng ta quên rồi. West là phía ngược lại của phía đông á. Ở phía tây ở sau we are có 6 travel. We are travel. Không travel thôi. Traveling á. What? Em sai câu đó. Nếu nhớ là mặt trời nó mọc ở đằng đông thì nó đang ở đằng sau chúng ta kìa cho nên là chúng ta đang chạy về phía tây. Chúng ta đang à? Ờ. Quá hiểu, dịch nghĩa vậy. Ok. Có vậy đúng không? Are you looking? Đúng rồi. Tại vì câu hỏi cho tiếp. Are you looking? Someone. Yes, I need to speak to manager. Need thôi. Cái này là tôi đang cần nói mà tại sao là chị need? Hả? Tôi đang cần nói mà sao không phải là I am needing? Tại needing không có đâu. À,
Nếp tu, tại em chưa học cái gì nó nói đến từ nếp đi. Và nếu là nó chỉ nhận thức, cảm giác. Thì mình thích cảm giác, Ừ. vì em chưa bao giờ làm bài tập mà có từ nít đi, em không hiểu nít đi. Thế Ừ. cái từ em không biết là em làm đại đúng Ngô đúng mà, I think sao phải không, phải là em thiên kính nó nhận thức cảm giác. đúng rồi. Thì nhận thì talking to. Khi nào anh bày em cái cách mà khi nào dừng đường, khi nào đọc đường, khi nào đọc đi, okay. Đi Đi đường là ở đằng sau nó có nguyên âm, ví dụ đi đường Apple. còn lại là đọc đường đúng không, Từ mô mình, ờ mô mình là danh từ, kiểu nó phụ âm à. ờ em mà là phụ âm, vậy chỗ này Talking. là thi is talking đúng không, Talking. tại vì có chữ add the moment đúng không. Từ mình đi học model verb, cái model verb nó nhiều lúc nó thuộc chuỗi. Mà đồ vó là hai đứa kia, anh cho hai đứa kia nó làm rồi. Rồi, I want a new computer hay là không quan đi. I want thôi, I want. Tại sao? Mình chỉ ý muốn thôi á. Ý muốn là thì đừng muốn đâu. Ngoài thì nó chỉ nhận thức đúng không? Tôi đang còn chia xe ở quên tên rồi, nhưng em mới biết là ai em sẽ vì tập chủ bài quạt. Thì tôi muốn mua một cái máy tính mới, thì tôi đang để dành tiền để mua một cái. Tôi đang đủ dành tiền. Ờ. I'm saving. Seven. Chắc vì em học lại mấy cái gì đấy. Cái dùng bước à? Đúng không? Phải dùng bước. À đúng Phải dùng bước. Quên hết rồi. rồi. Phải sửa Nhưng cái máy tính cost có thêm mét á, có thêm S. cái này computer số nhiều mà. Quên có không khi này em đọc nhầm. Có không. Ok có không, Tục 9 là tiếp 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 theo là e-getting. Getting out of bed out cái gì ta? Quên. ờ tôi nghe là nó bị lỗi thời á, nó đang bị lỗi thời. Phải là chính là đồ nấu nấu đúng không? Chính đâu? Phòng Chính lúc là lúc lúc là lúc 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 mẹ lúc lúc nhìn gì nhìn nhìn cảm giác kiểu nó nhìn, nó là về giác quan rồi. giác quan. Giác quan thì không có chi tiếp diễn. Trouble is it sao? Câu máy đến đến đơ Một đơ chính. đơ 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 phít đơ phít đơ Đơ phít hả? đơ Đơ phít. còn ít đấy nó quan cho bốn Vậy chữ nó em bỏ đâu rồi? đơ nó quan từ từ em cho máy cấu một kiểu như là lạ sao ấy. Thì chắc nó chắc đưa 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 được phít đấy, nhưng nhìn nó cấu nó lạ lắm đấy. Sao lạ, bình thường mà. Tức là nó không có hợp. Không em dịch nghĩa được đâu mà Hả? cover rắc rối này thôi mà đúng đúng không, Hả? nó phải nhìn cái cấu như lạ lạ. Rồi I chỗ don't này. know, I don't know. I don't know hay I'm not knowing. I don't know. Là sao? Nó phải đi với đôi thì tại đơn phải có cái gọi gọi là trợ trợ động từ đúng không? Nhưng mà sao không chia hiện tại tiết diễn? Thì
tôi không biết tại sao tôi lại mua chúng. Nhận thức đó, nhận thức đó, tôi không biết. Ờ đúng rồi, nhận thức, nhận thức. Con này gặp lại con À, nãy. rồi, are you doing? Ok. Are you doing? Rồi, xong. I'm stating, what Ờ đúng rồi. stating? Testing. Sau cái tên là Taste. Taste. Nó đọc là style mà. Câu 11 là think. I Tại vì ở đằng trước là tôi đang nếm cái này, còn cái này là think. nó có cái vị quá mạnh, tức là Nhận một cũng cái nhận cũng nhận 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 thức luôn không mày. ở nhận thức, không, nó là cảm giác, Cảm giác, cảm giác, cảm cảm giác. giác. I think Đúng rồi, cái chữ này là động từ chỉ tri giác. am thinking was really dangerous. Tiếp theo là go go con có mấy? Look how fast that lorry. 11 đúng không? Go. Không, Oh, sai. hơi sai câu đi going going It's going. Đúng rồi. lúc nhìn kìa gì á Nhìn cái xe tải kia nó đi nhanh cỡ nào kìa. How fast là cỡ nhanh cỡ nào. How fast. lorry lorry hơi tải Ừ. bây giờ mới biết rồi lorry Còn nhiều cái chưa biết lắm. đang học từ cũng là yếu lắm mà. Thấy ngữ pháp chắc giỏi rồi hả? Green, agree, tôi đồng ý. Rồi là nhận thức, đúng rồi. Không, tại cái này nó làm nhiều nhiều quá ở nhà rồi nên ít sai. Nhưng mấy cái khác nó sai nhiều lắm. Mình đã hoàn thành này kia hả? Ít ít dùng lắm, không có hiện tại hoàn thành. Hiện tại kinh nghiệm cái hồi trước là gì hết. Hiện tại hoàn thành là quá khứ nhưng vẫn còn liên quan tương lai đúng không? Còn hiện tại còn bên hiện tại thì hoàn thành tiếp 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 diễn. Hiện tại hoàn thành là đã xảy ra trong quá khứ, tiếp dẫn đến hiện tại và có khả năng xảy ra trong tương lai. Còn quá khứ hoàn thành là đã kết thúc ở quá khứ tại một thời điểm nhất định đúng không? À. Có mấy cái đó ít dùng nên cứ hay quên. Về nhà nhá, tiếng Anh. Mười Còn hai con là gì? này 12 là are away fighting sao biết ao nói phải tin kiểu mấy đứa trẻ nó hay phá à nên tức. tất. Ủa em có làm mà nhà trước chi vậy? Chưa em dịch đã biết À, sao biết cái này là hành động diễn ra gây khó chịu cho người nói? Don't fucking don't worry. Đừng lo lắng, nó sẽ trở nên tốt hơn khi nó lớn lên thôi. Vậy là sao? Vậy là chuẩn bị Cái chi cái gì? grow bình thường. Con mình mỏng. Ok. 13. Câu 13 là Amly. I'm I'm living, quên nhầm, I'm living as a guest. Guest house là gì? Khách à? Guest là gì? Đoán không? Guest house là nhà khách. Nhà khách à? Đúng không? Nhà khách. Em vẫn biết từ guest là khách. Tôi looking for a class. So could you send this to đúng ý, đúng ý. Anh không nói chắc đúng rồi. Cái gì cho không mày xá hả? Transform me để em quên đọc từ giới để em đọc lại em. Tại chưa làm từ giới này. À. Quên.
quên có nó từ đến and I will promise promise bình thường luôn nguyên mẫu promise. Cái này là động từ hứa hẹn. Promise. Promise. Nhấn âm đầu. Promise. 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 Chứ không phải là promise. Promise. Ok, 14. Away for. Em có 14 em phân vân lắm thì không biết người ta ngủ có tức không nên thôi. Nên em phân vân em chỉ hiện tại đơn. Tôi không thể nào mà tỉnh táo được. Thì cái thì đó tỉnh là táo là không 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 thể tức giận được, không không thể gây khó chịu được. Tôi chọn mà. Không. Anh thấy mấy người không tỉnh táo người ta tức giận không không đúng không? Có chứ, tức là cái người này không thể tỉnh táo được, họ đang khó chịu mà. Em đọc câu sau nè. Vì em vì câu 14 em phân vân này em quay câu 14 này em vẫn phân vân. Rồi câu tiếp theo là what time do you go to bed? Như vậy.